Chào tất cả anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay thì Bảo làm theo chương trình của một anh khách nha. Cũng có xài nhu cầu ở nhà này, mà mình thích xài một con máy bơm áp đẩy cao hoặc là trên đẩy xuống. Thì ngày hôm nay cũng khá là lâu rồi Bảo chưa có lên video về những sản phẩm máy bơm áp đẩy cao từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên mini, để mình xài cho những dòng nước máy này, những ngôi nhà anh chị cô chú mình nước từ trên lầu đi xuống mà yếu, mình không xài được máy giặt, hoặc là những cái vòi sen á, thì mình có thể tham khảo video này để mình chọn lựa cho nó đúng anh chị nha. Thì ngày hôm nay Bảo giới thiệu rất là nhiều mẫu máy này, từ nhỏ tới cao và từ mức giá thấp cho đến mức giá trung và cao cho mình tham khảo nha. Rồi, đi vào chương trình ngày hôm nay luôn. Thì Bảo sẽ giới thiệu mình đầu tiên nha, là Bảo lên sản phẩm của công ty Panasonic trước để mình tham khảo nha. Nếu anh chị nào á mà đẩy phân khúc đẩy cao từ dưới nhà này, nước máy anh chị yếu quá, đẩy không lên được những ngôi nhà 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, thì mình tham khảo hai mẫu này nha. Trước tiên là mẫu bơm đẩy cao này, gắn vào nước máy này, thì mình đẩy với mã máy á, là GP129GXK nha. Thì đọc cho Bảo mã máy là 129 Panasonic là được rồi. Bơm này thì sản phẩm sẽ đẩy cao lên đến là 30m nha. Hút sâu thì tối đa là được 9m. Thì mình sẽ trừ hao cho Bảo xíu là được rồi. Tiếp tục sản phẩm này á, thì mình sẽ lắp đặt đơn giản cực kỳ. Đầu vào này sẽ có một van một chiều nha. Tiếp tục đầu ra thì mình cạy cái miếng nhựa này ra cho Bảo á, là mình vặn ren đi thẳng lên luôn, dễ xài cực kỳ. Thì nếu anh chị nào á mua mẫu Panasonic này với mức giá là 1.050.000 thôi, chỉ có 1.050.000 cho mẫu Panasonic đẩy cao 129 này để mình xài. Và nếu anh chị nào á mà có xài lưu lượng nước lớn hơn tí xíu, mình thích công suất cao hơn xíu, cánh lớn hơn, thì mình tham khảo cho Bảo mẫu máy GP200. Thì sản phẩm này á là công suất là 200W, thì 129 là công suất 129W nha. Rồi, mẫu GP200 này thì trang bị công suất á, là 200W. Và khả năng đẩy cao của anh này á thì lên đến là 30m, tức là cao hơn một tấm nửa anh chị cô chú nha. Tiếp tục đẩy sâu thì vẫn là 9m nha. À nhầm, hút sâu nha, tối đa là 9m. Thì mình xài mẫu này á là đẩy với công suất lớn hơn, cánh to hơn, thì anh Pana 200W này mình mua với mức giá mắc hơn anh 129 này 300.000, tức là anh Pana 200 này mức giá là 1.350.000. Đây là hai dòng đẩy cao của công ty Pana. Tiếp tục, nếu mà nhà anh chị mình xài nước xả ra yếu quá, vòi Rumane này, máy giặt hoặc là máy lọc nước, vòi sen đáp ứng nhà anh chị mình quá yếu, thì mình tham khảo cho Bảo hai mẫu máy đẩy áp từ trên xuống nha. Nhớ cho Bảo là tăng áp từ trên buồng đi xuống mạnh hơn để mình xài. Thì mình mua cho Bảo sản phẩm đầu tiên nha. Thì mình mua cho Bảo với mã máy từ nhỏ đến cao đi nha. Mã máy là A130 nha. Trang bị công suất là 130W này. Sản phẩm này á thì mình á đẩy là 27m anh chị cô chú nha. Và lực đẩy á là 1.1 cho đến 1.8 km khối nước từ trên xuống anh chị cô chú nha. Và sản phẩm này sẽ trang bị thêm là sẽ có một gờ le này, để mình lúc mà mình mở vòi nước
là máy sẽ tự bơm luôn, sẽ có một bình áp lớn để mình á dồn áp về, khóa vòi sẽ tự tắt máy nha, không hoạt động liên tục. Đây là gừ le để giúp cảm ứng nè, để mình xài lúc mà mở nước là tự bơm. Ngoài ra mình có thể điều chỉnh được anh chị cô chú nha. Thì mẫu này lắp đặt cũng đơn giản cực kỳ, cũng y chang mẫu đẩy cao thôi. Đầu vào sẽ có van một chiều và đầu ra là sẽ có ren bình thường như này để mình xài này. Rồi anh chị nào á mà xài đẩy cao, mức giá mã máy là A130 này là 1 triệu 550 nghìn. Tiếp tục lớn hơn một tí xíu, nhà mình xài nhiều mà, nhà mình á là xài như là mẫu A130 này, nhà 7 người thì mình lên cho Bảo mẫu A200 này thì có thể xài 9 người, Bảo ví dụ thôi nha, chứ xài nhiều hơn vẫn được nha. Rồi tiếp tục mã máy A200 này thì cũng là thương hiệu Panasonic luôn, sẽ có bơm này, cục áp lớn này, gờ le mở máy này, thì mình xài á, là chỉ cần mở vòi Rumane có nước chảy xuống, máy sẽ tự động kích hoạt chạy cho mình và khóa vòi nước thì sẽ tự đóng cho mình luôn. Mẫu A200 này thì mức giá mắc hơn mẫu A130 này là thêm 300 nghìn, tức là 1 triệu 850 nghìn. Nếu nhà anh chị cô chú mình xài nhiều người thì mình có thể tham khảo mẫu này, hoặc là mình xài nhiều máy giặt nè, hoặc là máy lọc nước gì đấy mà cần độ mạnh cao hơn xíu, mình lấy cho Bảo. Rồi tiếp tục thông số mẫu A200 này thì Bảo thấy là đẩy vẫn là 27m nè, lực đẩy cũng là 1.1 cho đến 1.8 mét khối nha. Thì sản phẩm này có lưu lượng nước rất là cao, lên đến 45 lít. Thì anh chị nào á mà mua Pana thì mình tham khảo cho Bảo hai dòng đẩy cao và hai dòng tăng áp trên xuống. Tiếp tục Bảo lên cho mình thêm 5 mẫu máy này là nó xịn sò hơn nhiều luôn. Tích hợp mình chỉ cần mua một cây thôi là bằng hai sản phẩm anh Panasonic này luôn. Tức là sao? 5 mẫu máy anh chị nào mà xem ở đây thì sẽ xài được vừa đẩy cao và vừa tích hợp tăng áp trên xuống luôn. Tức là con máy này nó tích hợp cả hai trong một chức năng. Tức là sẽ như là anh đẩy cao Panasonic kết hợp với anh tăng áp trên xuống của anh Panasonic sẽ sinh ra anh này. Rồi anh này á là thương hiệu Yanjin nha. Thì lúc mà anh chị cô chú mình mua thì Bảo thấy thùng này á đẹp hơn cả thùng Panasonic luôn. Đây, đây là thùng Panasonic nha, thiết kế là thùng trắng thông thường thôi để mình xài, hộp đơn giản. Thì anh Yanka này á thì Yanjin này thì sẽ in này mẫu mà đẹp hơn, thiết kế và tính năng sẽ ưu việt hơn nhiều rồi nha, nên là mình xài cực kỳ đã. Rồi Bảo đi vào giới thiệu chi tiết toàn bộ 5 sản phẩm Yanjin này cho mình xem, mình tham khảo nha. Đầu tiên máy sẽ là dây đồng 100% này, tiếp tục cánh cũng là cánh đồng 100%, phần rotor này là bằng thép chịu nhiệt cảm ứng từ cao để mình xài. Và chưa hết đâu, sản phẩm này á là thương hiệu Yanjin này sẽ trang bị đầu vào là anh Panasonic này là chỉ có bằng nhựa thôi, mà anh này sẽ trang bị inox 304 anh chị cô chú nha, cực kỳ đã luôn. Và trên đầu sẽ có thêm một con ốc inox 304 thì anh Pana vẫn là bằng nhựa thôi. Cái này là mình dùng để châm nước thêm này, nếu mà mình hút sâu nha, hoặc là mình xả nước dơ cũng được. Rồi ngoài ra thì anh chị nào á mà mua Yanjin này sẽ tích hợp như là cảm biến này, cảm biến nước nha, có tích hợp sẵn bên trên, trong khi anh Panasonic sẽ không có một gờ le này để lúc mà mình xả nước này, đóng nước thì tự bơm hoặc là đẩy cao luôn. Ngoài ra sẽ có thêm một
bảng điều khiển như này, báo nguồn nhá, thì bảo test đi. Rồi đầu tiên thì anh Panasonic thì chỉ có ghim vào á, là mình hoạt động thôi, nó đơn giản cực kỳ. Và nếu anh chị nào á mà xài Panasonic này thì ghim vào là chạy thôi. Còn anh Sanjin này mình ghim vào á, thì chưa chạy đâu, 2-3 giây sau thì máy mới hoạt động nha. Để reset lại máy này, để kiểm tra cảm ứng nước này kia xem ok hay chưa, máy mới hoạt động nha. Bảo test lại cho mình nè, ghim vào chưa chạy đâu, kiểm tra reset máy cho nó ok mới chạy. Rồi sẽ có báo nguồn này bằng đèn anh chị cô chú nha. Ngoài ra lúc mà anh chị nào mà mua danh xin này thì sẽ có chết cốt luôn, tuyệt vời. Mức giá anh này 2 trong 1, vừa đẩy cao mà vừa xài tăng áp xuống luôn, giá thành rất rẻ nha. Máy có công suất cao thì bảo đi vào giới thiệu từng mẫu cho mình tham khảo nha. Đầu tiên là mình mua cho bảo mẫu máy là có công suất là 200W anh chị cô chú nha. Sản phẩm này á là đẩy cao lên đến là 25m này, và đẩy xuống thì cũng dậy luôn, có lực đẩy xuống lên đến là 1.8m khối, và lực đẩy lên cũng tương tự nha. Rồi anh chị nào á mà mua thì con máy bơm này có tốc rất là cao nha, lên đến là 3.000 vòng cho mình hoạt động trơn tru cực kỳ mình xài. Và máy anh này trang bị nhiều tính năng này, và inox thì máy cực kỳ nặng luôn, thiết kế tản nhiệt thì ngon hơn anh Panasonic nha. Riêng phần tản nhiệt này, phụ kiện đi ngoài là ngon hơn rồi, có cảm biến nước này kia. Rồi anh 200W của Yanjin này mức giá là 1.450.000 cho mẫu 200W này. Nó tương ứng với một con máy Panasonic 1.850.000, 200W của Panasonic nha. Giá thành rẻ nhưng mà lại xài vừa đẩy cao vừa tăng áp lên xuống, nó tiện lợi vô cùng. Bảo hành 12 tháng nha. Tiếp tục mình cũng lên cho bảo mẫu Yanjin với công suất là 300W. Thì anh này tính năng cũng tương tự thôi, vẫn có đèn nguồn cấp vào này, có reset máy, cũng có cảm biến nước nè. Đầu vào inox 304. Thì mình xem thử xem là mắc hơn 200 nha, tức là 1.650.000 sẽ có những gì nha. Rồi sản phẩm này á, thì bảo thấy là lượng nước lớn hơn này, tốc độ đẩy cao hơn lên đến là 28m, và mình xài á thì có lực đẩy là 1.8m khối nha. Vòng tua cũng là 3.000 vòng, có sẵn khuyết cắm cả rồi để mình xài. Chưa anh chị nha, ở trong những cái phần đầu vào á sẽ có lọc rác cả nha, toàn là inox nên là xài á yên tâm cực kỳ luôn. Sau này là không lo hư đầu ren, tuyệt vời. Cao hơn nữa, nếu anh chị nào á xài nhà cao tấm thì mình tham khảo những mẫu giá cao hơn nha. Mắc hơn thêm 200 so với mẫu 300W thì là 1.850.000. Mình lên cho bảo mẫu 400W này. Máy này á thì bảo cầm nắm này cực kỳ nặng nha, quả áp chất lượng luôn. Phần sau thì có bít đồng này, tuyệt vời chưa. Anh chị nào mua 400W thì sẽ có lực đẩy á lớn hơn này, lên đến là 2.0m khối. Và tiếp tục tăng cấp cho mình khả năng đẩy cao hơn là 30m, tương ứng với mình đẩy những ngôi nhà khoảng 6 tầng là xài cây này hợp lý. Rồi sản phẩm này á là mình có thể xài á cực kỳ đã nha. Rồi bảo tiến hành là vặn ren cho mình tham khảo nha. Phần ren này á sẽ bằng kim loại nha. Nếu mà anh chị nào á mà mua ren áp của Panasonic là chỉ có bằng nhựa thôi anh chị nha. Rồi đương nhiên sẽ ngon hơn rồi. Bình thì cũng là kim loại này, bình áp nha, để mình xài nha. Rồi nếu anh chị nào á mà mua mẫu Yanjin này 400W thì mình sẽ xài là đẩy nhiều tấm hơn, lực nước ra cũng lớn hơn để mình xài.
mức giá là 1.850.000. Và tiếp tục lên cao hơn nữa thì sao? Mình xài chung cư cũng được này, thì mình tham khảo cho Bảo mẫu máy này có thể đẩy cao hơn và cắn lớn hơn, lên đến là 6-7 tầng ok luôn. Thì lên cho Bảo mã máy là với công suất là 600W nha. Sản phẩm này á thì gấp rưỡi so với anh 400W luôn, là lực đẩy lên đến là 3.0 m³ nè, quá kinh khủng luôn. Đẩy maximum là 45m, tương đối là bằng nhà 7-8 tầng rồi nha. Bảo trừ hao ra rồi. Tiếp tục, công suất và vòng tua thì cao hơn 600W, vòng tua vẫn là 3.000 vòng, cũng có những đầu inox 304 nè, ốc xả cũng như là ốc châm nước cũng là 304 luôn, tuyệt vời. Rồi anh 600W này mức giá là 2 triệu nha, đẩy cao hơn 2.50 triệu nha. Rồi cuối cùng là một con máy xài lên đến là nhà 8-9 tầng, hoặc là gia đình mình nhiều, cực kỳ nhiều người, thì mình tham khảo mẫu này. Rồi mình có thể là xài cho bơm nước giếng cũng được luôn. Sắm cho Bảo mẫu máy Yanjin với công suất 800W này, lực đẩy là 3.5 m³, đẩy cao lên đến là 50m nha, quá kinh khủng, bằng những tòa nhà 9-10 tầng luôn. Thì mình cũng trừ hao cho Bảo đẩy 7-8 tầng là vô tư rồi. Sản phẩm này đẩy là 50m, vòng tua cũng là 3.000 vòng thôi, cũng có hộp này, cảm biến này, và gla cục áp, đầu vào vẫn là inox 304. Và những con máy này thì rất nặng nha, cực kỳ nặng luôn, tản nhiệt tuyệt vời. Mức giá 2.250.000 cho mẫu Yanjin này. Rồi Bảo thông báo luôn nha, nếu anh chị nào mà xài nhu cầu này như là đẩy cao thôi thì mình có thể sắm Panasonic hoặc là Yanjin này, thì đẩy 2-1 nha. Nên nhớ cho Bảo Yanjin sẽ tích hợp tính năng ngon hơn, vừa đẩy cao vừa tăng áp. Còn anh Panasonic là đẩy cao mua riêng này, sau này á mình có tháo ra thì mình phải đổi máy, đẩy trên xuống tăng áp thì cũng phải mua máy mới. Trong khi nếu mua Yanjin thì chỉ cần mua một cây thôi, sau này có thể đảo lên đảo xuống, xài cả hai cũng được. Rồi thì ngày hôm nay Bảo làm theo chương trình khách hàng yêu cầu. Thì quý anh chị nào mà thích mẫu bơm áp mini đẩy cao cho đến là tăng áp trên xuống, nhà mình xài yếu nước vòi sen nè, nước Rumane hoặc là bồn rửa chén nè, máy giặt, thì tham khảo cho Bảo 9 mẫu máy bơm ngày hôm nay Bảo review. Thì anh chị cô chú nào có nhu cầu thì mình tham khảo tới cửa hàng để mình xem này, trải nghiệm thực tế luôn. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây.